Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với cả con game mang tên Blink The Last Night. Các bạn có biết là gì không? Blink tiếng Anh thì nó có nghĩa là nói về một cái gì đấy gọi tầm nhìn hạn hẹp, như bị mù ấy. Bị mù ấy. The Last Night là đêm cuối cùng. Có à, trước trước khi mà bị mù thì có à, đây là một cái buổi đêm trước khi sang ngày hôm sau mắt bị mù rồi, thì trước hôm đấy, đêm hôm đấy là tôi nhìn thấy những cái gì, đây là những cái gì mà tôi nhìn thấy cuối cùng. Đấy. Đêm cuối. À chớp mắt à? À thì là chớp mắt. Cái chớp mắt cuối cùng, cái chớp mắt trong đêm cuối cùng. Trong game sử dụng rất là nhiều hình ảnh đáng sợ, khán giả cân nhắc trước khi xem. Game được xây dựng trên nền tảng đồ họa Unreal Engine 4, hãng phát triển ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Rồi đây là cái giao diện chờ ban đầu các bạn. Game có vẻ hơi tối. Thực ra các bạn nào mà yếu bóng vía thì các bạn tốt nhất là tôi xin phép là các bạn đừng 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 cố Medium thôi nhá. Anti aliasing này là vớ vẩn. Vasing off display. Màn hình này là ngon nhất rồi. Borderless không viền. Full screen. Ok không viền đây. Con game vừa tối quá các bạn nhở. Con game vừa tối quá, có chỉnh đồ họa nó cho sáng lên được không? Các bạn nhìn có rõ không? Ánh chớp đèn à? Blink. Blink tôi lại tưởng là tốc biến cơ. Không sợ thì không sợ. Con game này thì nhạc, nhạc game với cả âm thanh là ok chưa? Ôi cảm ơn Trung Dũng tặng sticker nhá. Ta cảm ơn các bạn đã tặng sticker cho tôi. Tôi vừa nãy tôi mải chém gió quá. Cái tốc biến trong đêm cuối cùng. Mở khóa thành công. Thanh chiêu. Và nhà phát triển người ta đã cảm ơn tôi. Hiếm lắm, hiếm 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 sự streamer trên thế giới dám chơi con game này lắm. Hướng dẫn di chuyển. QE Pick là cái gì ta? Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì thường cái phím QE là nó để nghiêng đầu ấy. Movement. Movement. Mẹ đang đọc cái bọn này. Tóm lại di chuyển bằng ADW. F là bật đèn. QE là để nghiêng đầu. Nhạc lên các bạn ơi, nhạc lên. Game này vớ vẩn thôi, game này nhanh. Có tiếng điện thoại. Rồi, tỉnh dậy rồi. Tiếng điện thoại ở ngay bên cạnh đó các bạn ạ. Chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh nó khá là cổ khi mà sử dụng điện 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 thoại bàn. Tốc độ chuột nhanh quá, tốc độ chuột nhanh quá. Game này tôi chơi chóng mặt chết à. Mẹ. Game này tôi chơi chóng mặt chết. Thôi rồi, cứ cố các bạn nhá. Ủa dồi ôi, chuột nhanh quá. Làm sao chỉnh được cái tốc độ chuột nó chậm xuống bây giờ nhở? Ủa dồi ôi, game đéo ấy, vừa đi vừa chớp mắt thế. Ok. Ấn canon là ngồi này. Gái xinh, gái xinh. Đây là một bức ảnh của một cô gái tóc vàng các bạn ạ. Tôi không quen con này. À, nhầm nhầm, tôi không quen cô này. Đầu tôi đau quá. Đây tôi đéo biết ai. Ảnh cũ lắm, chắc là bố. Con gái. Không ngờ nhân vật trong game nó có một cái gia cảnh khá là giống tôi. Thế thì đây là Vi Béo. Đây là Vi Béo. Đây là Vi Béo, đây là Đậu Đậu à? Rồi chúng ta sẽ chơi một con game mà nhân vật nó khá là giống 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 cuộc sống của tôi ở ngoài đời các bạn ạ. Từ từ bật đèn đã. Ui game sáng lắm các bạn ơi. Game này chơi vét nhẹ đi, tôi không 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 phải sợ. Ngày xưa tôi chơi thân với cả hai ông bạn. À, bọn tôi cái đợt mà đi lên Sapa ấy. Đi lên Sapa chơi.
Anh em ai thích Zozo không? Tôi có con game sắp review. Đợt lên Sapa chơi xong rồi bọn tôi có chụp một cái kiểu ảnh. Mẹ mày nhớ 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 mãi cái kỷ niệm ngày đấy luôn, ba thằng chơi thân với nhau. Bây giờ hai thằng nó trốn nợ. Nghe điện thoại cái nhá. Con gái đấy. Ấn R reset. Finally, this is the fourth time I've tried to get a hold of you. Bạn ơi, có ở nhà không? Tôi qua nhà bạn chơi nhá. Sorry. Jesus, you weren't sleeping, were you? Of course not, doctor. Never mind. How's Lily doing? Nhân vật của mình là con gái. But I can go get her. Nếu mà bác sĩ có rảnh thì đến nhà em chơi. Em đang ở nhà một mình. Thôi nhà bao việc. Tôi còn phải khám bệnh cho bao nhiêu người. Để khi khác nhá. Tôi không rảnh. Vâng, nếu lúc nào rảnh thì bác sĩ qua nhà em. Em ốm quá, cần được tiêm. Rồi, cảm ơn cái ý tốt của cô. Nhờ cô mà tôi có thêm công việc làm, có thêm lương. Nhưng mà tôi sẽ không đến. Có gì ngày mai. See go to the bed. Rồi, tôi sẽ đưa cô lên giường. Hãy để con cô ngủ ở trên giường. Vâng, em biết rồi. Cho con bé lên giường xong rồi sang phòng của em nhé. Good. Cô hiểu chuyện đấy. Có gì mai tôi qua. Ngã giá thành công. Family where life begin. Gia đình đâu là cuộc sống bắt đầu. Ôi mẹ, nhà tối thế. Ở đây này, mấy chỗ đỏ đỏ này hình như là công tắc này các bạn này. Đéo nói nhiều ra bật đã. Đéo nói nhiều. Bật đèn lên chơi cho nó cẩn thận. Nhà có 2 tầng. Nơi tình yêu bắt đầu à? Cảm ơn anh em tặng sticker nhá. Tối lắm, đéo vào đâu. Mẹ, con làm sao tắt được cái chớp mắt này với? Cứ chớp mắt sợ quá. Pretty good drawing. For a 10-year-old. Thật là đáng yêu, con bé mới 10 tuổi. 10 tuổi thì hơn tuổi đậu đậu rồi. Mẹ, đéo biết phải làm gì trong cái ngôi nhà này. Mà nhiều chỗ đó tối quá, bây giờ không biết làm nào. Công tắc đèn thế này. Look like Ali got a pic. À, đây là chiếc bánh gato. Thì chắc là con bé nó mới sinh nhật. Không Lily. Wonder where she went off to. Hình như mình đang đi tìm đứa con đúng không? Chuột nó hơi nhanh thì các bạn cần thông cảm nhé. Con bé nó vừa vẽ một con bướm đang đi lấy mật ở trong bông hoa cất lợn. Cái hoa này tôi phân tích với các bạn luôn. Mày tôi nhìn phát là tôi biết là hoa cất lợn. Nói có sách mách có trứng. Ngày xưa tôi chơi với cả mấy nhà sinh vật học ấy. Thành ra nhìn cái này là... À, thực vật học. Tôi nhìn phát là tôi nhận ra ngay. Đây. Đây, bông hoa này. Nhụy vàng. Cánh trắng. Rồi, ok. Bây giờ để... thử xem là tôi nói có đúng hay không. Nói có sách mách có trứng. Hoa cất lợn. Đây. Đéo sai. Thật ra cái hoa cất lợn này nó còn một cái tên nữa rất là đẹp, rất là mỹ miều. Người ta còn gọi là hoa xuyến chi. Đây còn gì nữa. Hoa xuyến chi. Cái loài hoa này ngày xưa rất mọc rất là nhiều. Nó là một trong những loài hoa dại. Cái khả năng sinh sôi nảy nở của nó, nếu mà cỏ là số 1 thì nó cũng là thuộc loài số 2. Giống chưa? Nói có sách mách có trứng. Chứng tỏ cái con bé con nhà này nó có một cái ấn tượng gì đấy với cả bông hoa cất lợn này. Có thể là khi mà cháu đi học hay bị các bạn cầm những cái bông hoa này phi vào người, nó cắm vào quần áo. À, thành ra cô bé bị ám ảnh. Đây là bức vẽ, tôi đánh giá là bức vẽ bị ám ảnh. Lại không giống. Cánh màu trắng, nhụy màu vàng, cuống xanh lá cây. Hồi bé em ăn suốt á, ăn được á. Giống y hệt luôn. Được rồi, mẹ vẫn chưa đủ thuyết phục đúng không? Vẫn chưa đủ thuyết phục thì tôi cần phải tắt vẽ rồi. Tôi thấy thuyết phục là được. Tóm lại là đúng rồi. Đây là bông hoa cất lợn. Ok, chơi tiếp, quên mất
Mải mê lan man quá. Đằng sau bức tranh thì không có gì. Bức tranh được vẽ trên một tờ giấy A4 các bạn nhá. Đéo mẹ con bé nhà này nó bị cái đéo gì mà ảnh nào cũng vẽ bướm nhở. Có một con bướm đậu trên đầu một anh chàng mặc vest này. Con bướm đậu trên bông hoa cất lợn này. Con bướm đậu ở trên tường này. Không hiểu mục đích của nó muốn truyền tải là cái gì. Hai cô này ngày xưa là sinh đôi. Ô, cảm ơn núi nhá. Ngày xưa hai chị em này sinh đôi, sống bên cạnh nhà tôi, cách nhà tôi khoảng tầm 4 nhà. Thì cái hồi đấy là tôi nhớ là năm đấy là tôi 12 tuổi. Thì hai em này là tặng cho tôi một cái bức ảnh. Bức ảnh như này, bảo là bây giờ anh nhìn thử bức ảnh xem em cả chị em ai thì xinh hơn. Và xong lúc đấy mẹ mày tôi đéo dám trả lời, bây giờ mình nói đứa này thì đứa kia nó cáu. Con bé này tên là Chân Chân, còn con kia tên là Chân Chân. Đây Chân Chân ở bên trái, còn bên phải là Chân Chân. À Chân Chân. Tóm lại là lúc đấy là tôi im lặng, thì hai đứa nó tưởng mình khinh nó. Thà nó dỗi ra nó chuyển nhà đi. Em giờ treo bức ảnh trong nhà tôi nhìn là tôi lại thấy nhớ cái mối tình cũ. Đọc quyển sách to ghê. Bàn chân hơi to, ngày đấy may đéo cưới về, không cưới về, tốn tiền mua giày đây này. Các bạn xem này. Chân mà to này chết, tốn tiền mua giày lắm các bạn. Cỡ luôn. The Duck Demission, Every Tuesday, Wednesday and Friday at 6 PM. Nó như kiểu là một cái cuộc hội thảo gì về vấn đề bệnh tật gì ấy, liên quan đến trí óc thế này. À liên quan đến mắt mẹ rồi. Tôi nhìn thấy có cái con mắt. Cái này nó liên quan đến cốt truyện. Đéo biết. Thôi chúng ta không bàn luận về ấy nữa các bạn nhá. Không bàn luận về tranh ảnh nữa nhá. Cái kiến thức về hội họa của tôi thì nó cũng nhiều, nhưng mà các bạn xem livestream tôi nhiều các bạn biết rồi ấy. Gần 3 giờ 15 rồi các bạn ạ. Gần 3 giờ 15 rồi. Nhà tối thế. À bây giờ lấy con búp bê đúng không? Đéo phải à. Mẹ đi đéo đâu rồi, các bạn thấy game nó có giật không? Đây rồi, sáng rồi. Lily cũng ở trong tim đụt đấy. Bạn này cũng stream ấy. Lily. Đéo, game này chắc đéo phải game giải đố đâu. Chắc là game kiểu đi mò mẫm mẫm đi tìm đồ lên. Nhà rất là nhiều cúp các bạn ạ. Sao tôi cứ cảm giác nó hơi giật nhở? Hay là do đang để đồ họa ấy quá? Các bạn lưu cho tôi mấy con số này. 9495. À, bước 1 kích chuột phải to select. Chuột phải select xong rồi chuột trái. À bây giờ chúng ta phải tìm cuộn băng. Rất là nhiều những bài báo nó liên quan đến búp bê và bệnh tật các bạn ạ. Cái tờ này nó như kiểu một lá thư ấy. Thôi dịch làm đéo gì mất thời gian ra. Còn đây là như kiểu là giấy phạt từ police. Missing person là nhắn tìm người mất tích. Núi lại phát chứng à? Thank you núi nhá. Một cái ảnh bệnh viện vào năm 1954, Residen Graduation. Ok, một cái bệnh viện. Đây là như kiểu một cái căn phòng làm việc các bạn ạ. Rất là nhiều. Unlock the Lost Chopper là gì? Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm cuộn băng. Sau khi có cuộn băng chúng ta sẽ mang quay trở lại cái máy bật băng này. Mẹ phải đi lên tầng 2 rồi. Lily.
Con ở đâu Lily ơi? Tôi chơi nó cũng bị giật giật như kiểu là các bạn đang xem livestream đấy. Tại vì là đang để đồ họa nó cao quá. Nó hơi giật một tí thôi. Có khó chịu không? Hay là tôi cho đồ họa nó. Đây đây đây, phòng của Lily đây. Giảm xuống nhá. Quan trọng là mọi người thôi chứ còn lau à? Ô sáng lắm. Ôi rồi mượt. Không ngủ, giảm tốc độ chuột. Mượt luôn các bạn ơi. Wonder. Tiếng đéo gì đấy? Tắt đài đi. Mẹ mày nghe đau cả đầu. Tôi ghét nghe mấy cái tiếng nhạc kiểu đấy lắm. Rồi, chúng ta đã lấy được một con chó bông các bạn ạ, một con chó bông. Lời cảnh báo đến từ trường học. Giấy mời họp phụ huynh. Học sinh Lily Vida, học lớp 4. Sinh ngày 15 tháng 9 năm 1978. Giáo viên chủ nhiệm Sarah Johnson. Kính gửi phụ huynh của em Lily. Thời gian gần đây khi mà em Lily lên lớp học, thường quay điện thoại màn hình ngang và cười khanh khách mỗi khi xem livestream của ai đó. Nhiều khi tự nhiên em bực tức quay sang đấm bạn bên cạnh và bảo mất 40.000 xu của tao rồi. Nhiều khi thì ôm hôn thắm thiết bạn vì ăn được quả lớn. Chúng tôi nghi em dính dáng dính dáng đến cá độ online. Gặp chủ nhiệm, chúng tôi mời phụ huynh em lên gặp vào chiều mai. Thôi chết mẹ rồi. Anh em xem hộ tôi bạn nào Lily ban hộ tôi em nào tên Lily trong kênh cái. Mẹ không phải chết, mang tiếng quá. Ơ, sao tôi cứ nháy mắt là nó bị biến mất con chó nhở? Đây, con chó nó biến ra đây này. Welcome back. Ui. Real news. Cái gì đây? A small Colorado town is still shaken by the disappearance of Grace Patterson, a babysitter who attempted to kidnap the girl she was watching over. The night of the kidnapping, the parents returned home earlier than expected. Oh, khóa rồi, may quá. Khóa rồi, đéo vào được. Ok, khóa rồi thì té thôi. Và làm đéo gì nữa? Patterson ended up in a high-speed chase with the parents following the abduction, with the child in the back seat. Patterson lost control of the vehicle, ramming into a tree. Đéo ổn rồi, hai cửa cũng khóa. By the time law enforcement arrived, Patterson was gone. Though the girl was safe, sustaining only minor injuries. Lily ơi, anh không bảo các bạn mót ba em nữa đâu. Had been babysitting for the couple for about a year before the incident. Đéo gì nhỉ? Neither the detectives or parents. Ôi dồi ôi, radio hỏng rồi, từ từ. Có nghĩa là chúng ta đang bị biến vào một khu vực khác. Hay là bấc mẹ rồi, bấc rồi. Tự nhiên tôi bay được đến một cái khu vực khác này. Có một con bướm, rất là nhiều bướm các bạn ơi. Mẹ, đường này mới là đường đúng. Ui! Cái điều gì đây? Cái điếu gì đây? Mất điện mẹ rồi, mất điện rồi. Cắt điện các bạn ạ. Nổ bốt điện. Bảo sao nghe đánh uỳnh một cái. Mẹ, tiếng game to quá. Ok, chúng ta có cuộn băng trong người rồi. Ai xem TV đây? Cái phòng này vừa nãy rất tối. Mà bây giờ nó sáng thế nhỉ? À đâu, đéo phải. Mẹ, ai vào nhà mình ấy? Tắt TV rồi. Mẹ, sao cái con game này tôi cứ cảm giác là nó đéo lành rồi các bạn ơi. Game này cảm giác đéo lành thế nào ấy?
Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bật cái đài này xem nhau. Khổ quá, nhà có phải giả tiền điện đéo đâu, cứ bật hết đèn lên. Ngoài cửa đéo có ai cả. Tôi ghét với cái trò mà thỉnh thoảng nó lại cứ chớp mắt một cái này lắm. Mà những cái chớp mắt này đôi khi nó làm mình mất tập trung, xong mình cho cái băng vào này. Rồi ok, cho cái băng này. Tap labor for Lily. Hey Lily. It's Daddy. I hope this message gets to you by your birthday. Thằng bố nhắn cho Lily. Bố đã nhận được giấy mời của họp phụ huynh của hiệu trưởng. Con lại lấy nick bố vào đặt cược đúng không? Ngày mai bố sẽ lên nói chuyện với hiệu trưởng và về cho con ăn đòn. Nay bố không có nhà nên bố để lại lời nhắn thôi, con nhớ nghe nhé. Thôi chết mẹ rồi, thằng bố phát hiện ra rồi. Bây giờ phải tìm nick thằng bố các bạn ạ. Lily không có tội, mà là do ông bố xui Lily vào. Con có biết bố mua số su đấy bao nhiêu tiền không? Bố lùa mãi thằng Khang Nết nó mới chịu đưa cho bố đấy. Mà thôi, chúc mừng sinh nhật con. Tôi vừa nghe thấy happy birthday. Đây là một ông bố mà. Thì đéo là mình cứ cảm giác có đứa sau lưng mình ấy. Lại bật lại. Đéo lành với các bạn ơi. Tôi thấy có cái đéo gì nó không ổn mỗi khi mà nghe cái âm thanh phát ra từ đài. Lily ơi, bố mẹ không đánh con nữa đâu. Đi họp phụ huynh về thì để xem biết con sai đâu mà nhắc nhở thôi. Mẹ vẫn chưa vào được. Có ai không? Mẹ ghềm sợ thế. Đây là phòng của bố mẹ các bạn ạ. Đây là phòng của bố mẹ. Lily ơi, có vào phòng bố mẹ chơi không đây? Đéo có ai cả. Đây. Đây là ảnh của nhân vật mà mình đang điều khiển là người mẹ. Mẹ, cái chớp mắt mới là cái kinh dị của mấy cái trò này. Cái chớp mắt mới là cái đáng sợ các bạn ạ. Tôi đóng mẹ cửa vào cho an toàn đi. Biết đâu thì nó lại... Úi, đóng mạnh tay thế, đóng nhẹ nhẹ hộ cái. Bị khóa rồi này. Các bạn lưu ý cho tôi có một cái tủ trong phòng ngủ bị khóa nhá. Chết rồi, game nặng về cốt truyện rồi. À, thưa bà Vida. Không phải Vivi mà lại là Vida, vậy là tên đã bị lái lái đi rồi. Chúng tôi viết lá thư này vào một khoảng thời gian sau khi mà em Lily đến trường. Chúng tôi thấy hình như em không tập trung nhiều cho việc học cho lắm. Đặc biệt là bài tập về nhà em không chịu làm. Nhưng chúng tôi nghĩ đó chỉ là bộc phát của một đứa trẻ tuổi mới lớn. Lily nó cảm thấy nó cô đơn. Chính vì vậy chúng tôi đã cùng với em ấn follow kênh của Nam X. Em bảo bố mẹ em chưa follow nên ông bà cũng theo phe em đi, để cho em cảm thấy mình có đồng minh. À, lời kêu gọi follow vào kênh Nemo của tôi thôi. Một quyển nhật ký của Nidi Lily. Dán rất là nhiều sticker trẻ con mà. Zobi là con thỏ ở trong game đấu trường đẫm máu. Vậy là con này nó từng đặt cược vào con thỏ. We are not. Con bướm. Tôi chưa ra kèo gì liên quan đến con bướm cả. Chắc là sang kênh của Trang Sói. Bướm bùng là chỉ có kênh Trang Sói hoặc là kênh Huyền DT thôi. Máy. Đây là cái nó gọi là máy gì nhở? Đéo biết.
Cái hình bên phải. Cái hình bên phải rất là đáng nghi. Nó vẽ lại lúc mà cái con mẹ đi tắm ấy. Cái con mẹ lúc mà đi tắm xong rồi quên quần áo, bắt đầu hé mở cửa ra, thò đầu ra. Lily ơi, lấy cho mẹ cái khăn. Chà, nó tưởng đấy là một lời yêu thương, nên là nó vẽ lại. Nó vẽ cái cây. Cái cây đâm vào cái xe ô tô. Chứng tỏ là cái cây này đi với tốc độ khá nhanh, làm cho cái ô tô bốc cháy. Nó vẽ mẹ nó ngày đêm đứng ở trước cửa sổ để quay clip đăng lên TikTok. Nó vẽ lại hết từ điển của nó mà. Chả cây đâm vào xe. Cây đâm vào xe. Cái xe bốc cháy. Ok. Mẹ nó là một TikToker các bạn. Lily. Ôi. Lily hét. Từ. Con hét thì đợi bố tí. Lại là một cái quyển sách học tiếng Anh các bạn ạ. Lại một cuộn băng nữa. Tắt. Ok, bật đèn lên cho sáng đã. Đây chỉ là những cái ngăn kéo quần áo thôi. Không có gì khai thác cả. Bình tĩnh thôi. Mở cửa ra nghi có biến lắm đây này. Ôi chị gái ơi, rồi mặc quần áo vào, em biết đâu chị quay TikTok, chị đéo mặc quần áo. Kênh gì cho em follow cái lại đứng nấp ở sau cửa thế kia. Ôi chị gái ơi, em đéo có đèn pin chị gái ơi. Đi vào đây đã, từ từ đã xem nào. Thế đéo nào nó lại tắt mẹ đèn nhờ. Không tắt ở đéo đâu nhờ. Ôi chị ơi. Ôi, tưởng thế nào chứ, mẹ mới đứng dăm ba. Phải sang phòng Lily rồi. Phòng của Lily thì dường như là có một cuộc cãi vã và tranh đoạt. Ui, Lily ỉa đùn, xong rồi cứt xuống cả chân. Xong rồi Lily bắt đầu chân dính cứt đi vào đây lấy đồ để thay quần áo. Vậy là con bé nó lớn rồi, nó rất là e thẹn sau khi mà nó bị ẻ đùn, nó không dám nói với bố mẹ. Cái này bị vỡ thì chứng tỏ là có một ai đấy đã ném một vật nặng. Không phải cái này nó là thực tế các bạn ạ. Chơi game thì mình phải nói chuẩn chỉnh cái nội dung. Mẹ, trong game tôi nhớ là game hướng dẫn là có nút F để mà tắt bật cái đèn pin, mà suốt từ nãy tôi chưa thấy cái đèn pin đâu cả. Đây này, chân này ngày xưa đậu nhà tôi ị đùn, nó cũng như này luôn, nó đi đến đâu kích rơi đến đấy. Thành ra ngày xưa lúc mà đậu còn bé, để mà tìm đậu đang ở đâu trong nhà dễ lắm, cứ lần theo dấu chân của đậu thôi là nhìn thấy. Con cởi chuồng. Mẹ tôi cáu anh em ơi. Mẹ tôi bắt được tát cho trận. Mẹ. Hết quay TikTok bây giờ mày định cởi chuồng, mày mê hoặc tao à? Đừng để bố mày bắt được. Đừng ra để tao bắt được. Trốn đi. Đừng ra để tao bắt được. Ok. Game này tối quá các bạn ơi. Các bạn nhìn có rõ không? Ui, phòng này mất điện.
Các bạn nhìn game có rõ không? Game tối quá. Phải chăng nó như con game kinh dị hôm nọ? Lại vào xem em gái tắm. Ồ, nhà này đéo phòng tắm các bạn ạ. Ở đây có một cái ảnh cô ấy đang chờ đợi. Có phí mũi tên. Mẹ con game này âm thanh nó sợ quá. Capturing Nature. Chụp bướm. Có là bố. Bố của Lily. Bố của Lily là một trong những thợ chụp bướm. Thợ chụp bướm các bạn ạ. Làm gì có cảnh nào đậu đậu chết cất lên mặt tôi. Nó chết lên cái điều khiển thôi. Tôi tưởng là nó cầm cái điện thoại. Thế xong rồi tôi giơ điện thoại lên, tôi alo đậu à, thì đậu đậu nó cũng giơ cái điều khiển dính đầy cất lên. Vâng, con đây. Cất đầy trên mặt, hồi mới dậy tôi sợ quá, hoảng hồn. Mẹ, game tối quá. Đây đây đây, có mũi tên. Mũi tên chỉ mình đi về phía này. Âm thanh phát ra từ phòng này các bạn ạ. Đéo phải phòng này rồi. À, game có nút chạy đây này. What? Đâu vậy ta? Phòng này không vào được. Ủa? Cầu thang thì không đi được nữa. Thế thì phải đi đâu nhở? Con gấu rất là to, búp bê rất là nhỏ. Tay bên phải. Nó ở mặn mạn này. Hôm qua có talk show về anh Tứ với anh Nam à anh em á. Talk show của tôi với anh Tứ thì làm gì có. Cái này tôi lục rồi. Ủa sao không đi được nhở? Game lỗi rồi các bạn ơi, game lỗi rồi, không đi được nữa này. Đây 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 đây, phải đóng cái cửa kia. Đây. Ôi giời ơi, từ đã, bật đèn đã. Bật đèn xong rồi tính. Người bẩn thế. Đi tắm đi em gái ơi. Ờ, tôi sẽ lách từ đây. Tôi đi vào để tôi nhìn xem mặt có như nào, xem mặt mũi có được không. Anh nghe vụ 100 triệu của Tứ chưa? 100 triệu gì? Bây giờ mình sẽ nhìn.
nhảy con mẹ vào mắt. Không, thực chất ấy, tôi cũng đoán là nó sẽ jump scare mình. Nhưng mà tôi nghĩ là mình phải đi vào gần hơn nữa. Đéo anh ngờ. Con mẹ. Đau đầu quá các bạn ơi. Sắp phá đảo chưa anh em ơi? Xem bộ tôi sắp phá đảo chưa ơi? Vậy mấy hôm nay, đợt này tôi có bệnh tuổi già rồi, tôi đéo chơi nổi mấy game kinh dị nữa. Tôi ngất mất. Còn lâu á. Ôi giời ơi. Chơi được bao lâu rồi? Livestream được bao lâu rồi? Chắc phải đổi game thôi. Mẹ đâu tìm quá. Nó dọa tôi phát đấy. Tôi tổn thọ ấy. Má. Anh em có nhớ lần trước tôi chơi một cái con game bệnh viện ma. Nó không có trên Steam. Đéo gì ở phía trước nhỉ? Mà nó canh thôi. Các bạn ơi. Thôi game ơi xin đấy. Mẹ tôi đọc tìm lắm rồi. Tôi đeo tai nghe to lắm các bạn ơi. Tiếng gì đây? Ê, cánh cửa tự mở thôi các bạn ạ. Đừng sợ, dăm ba cái cánh cửa tự mở này. Xong rồi cái cửa nó cũ rồi ấy. Thành ra nó tạo ra cái tiếng cót két đấy thôi. Các bạn đừng sợ. Game này thì tôi nghĩ là nó cũng chỉ có một cái yếu tố jump scare vừa rồi là hết rồi. Chắc chả còn gì để mà chúng ta khai thác đâu. Wishing Peggy from admin a happy 52 ND birthday. Wow, một cái giấy giới thiệu về cái buổi sinh nhật. Buổi sinh nhật của bạn Linda. Linda đọc quen. No second photo, spy glass. Spy là gián điệp. Có một cái ông gián điệp nào đấy đã từng vào đây khám bệnh và để quên cái bệnh án. Ê, thằng cởi chuồng. Bố mày quay phim mày xong rồi bố mày sẽ up lên YouTube cho anh em nhìn thấy mày cởi chuồng. Mẹ cứ tự đổ hết rồi. Có một thằng cởi chuồng nữa trong này. Tối quá không nhìn thấy gì cả. Tôi nhìn thấy 4 thằng cởi chuồng. Tôi dọa mọi người đấy. Giật mình chưa? Ôi, quên chưa bật comment của mọi người. Ủa, anh em chat gì vậy? Anh em chat cái gì vậy? Có chuyện gì à? Có scandal gì à? Cho tôi nghỉ thì tôi làm hớp nước á. Cho tôi hóng. Thầy sắp nhận 100 triệu á. Từ donate 100 triệu á. Câu trên thì thầy sắp nhận 100 triệu. Câu dưới thì tứ nạp cho vợ tương lai 100 củ. Thế các đéo là bảo tôi là vợ tương lai của thằng tứ. Mẹ thằng Natasha này, thằng này nó viết linh ta linh tinh. Người ngoài nhìn vào người ta đánh giá ấy. Hai thằng cởi chuồng. Không có chim. Ta đi báo với mọi người. Hai thằng cởi chuồng giấu mặt không có chim nhá. Không, nếu mà nhìn từ cái phần trên của nó ấy các bạn ạ. Nếu mà nhìn từ cái phần trên của nó thì nó sẽ là như này. Cái tôi mà cởi trần ấy, cái thân hình tôi nó cũng nhảy, nhưng mà tôi không thích khoe tại vì sợ là bên Nemo người ta bảo như thế là
không được là người ta ban đây này. Tôi mà cởi trần ra nó cũng y hệt như vậy luôn đấy. Đó, các bạn hình dung ra không? Tôi mà cởi trần ra người tôi nó cũng như vậy đấy các bạn ạ. Nhưng mà ở bên Nemo người ta bảo là livestream là phải lịch sự. Thế là xong rồi tôi mới phải mặc áo kín đáo như này. Thôi, không cho các bạn xem nữa, không các bạn tò mò không, các bạn cứ đòi tôi cởi trần. Did rút the secret. Did rút the secret là cái gì? Đây cửa ra rồi. Hề hề thằng cởi chuồng. Đừng dọa bố mày nhá, đừng dọa bố mày nhá. Yeah, tốt. Cái cửa tự mở các bạn ạ. Phía trước có một cái gương. Chạy nhanh đi, chạy nhanh tới cho nhanh. Trên cái gương có một tờ giấy. Các bạn ơi dịch hộ tôi với. Vừa nãy tôi bị nó dọa giật mình, thế là não tôi mất hết nếp nhăn rồi. I beat it been happening like clockwork. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc mỗi khi đến thời gian đi làm. Every time I finish talking, tôi thường xuyên giải quyết vấn đề talking của Lily. Ôi mẹ, dịch bố láo thế nhở. Nó bảo có hiện tượng lạ khi ép Lily đi ngủ à? I know it not on my head. Tôi biết. Tôi biết không có gì trong đầu tôi. Something is going on. Bởi vì não tôi đéo có. À đây đây đây, lại một cánh cửa nữa. Vậy là nó như kiểu thế giới song song ấy. Chị gái bị ai lôi đi đấy? Game ơi đừng đùa nữa. Tôi có làm gì đâu. Có mỗi con quay tàu cũng đem đi để bắn cá. Rồi, an toàn. Nó vẽ một cái như kiểu dạng hành lang hun hút về phía cuối các bạn ạ. Hành lang đấy ở phía cuối có hai cái đốm sáng. Đéo phải hành lang này nên chúng ta không phải lo. An toàn các bạn ơi. It's starting to play at random time now. Cứ mỗi khi bắt đầu chuỗi số ngẫu nhiên thì tôi lại run up. Run là run, up là lên. Có cái tần suất run tăng lên thì là hồi hộp hơn. Tôi lại cảm thấy run hơn rất nhiều, như kiểu đang đi lên bậc thang vậy. Khi mà bấm dừng con số, nếu không phải đúng bên mình đặt cược thì tôi mất hết số xu. Nó làm tôi hụt hẫng. À, không sao. She can hear it even though it's playing right outside her bedroom. Bedroom là phòng ngủ, right là bên phải. Ở ngoài, outside là bên ngoài. Bên ngoài phòng, ở bên ngoài phòng ngủ của cô ấy ở phía bên tay phải có chỗ để cô ấy ngồi chơi, khả năng là một cái kho báu giấu xu. Dây đeo tự bật ngẫu nhiên à? Thế thì là cái dây đeo hỏng thôi chứ có cái đéo gì đâu mà mày đặt viết thư từ bài vở giải thích nhở.
thắc mắc đéo gì cái chuyện radio mà tự nó bật linh tinh thì chỉ có là cái radio bị hỏng. Ấy 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 ấy. Ô. Rất là nhiều gương và ở trên, ở trước những tấm gương là những chiếc bàn và ở trên là những ngọn nến. Những ngọn nến lung linh. Đây là một bộ phim Việt Nam rất là nổi tiếng vào những năm 95-96. Hồi đấy tôi bé tôi cũng có xem. Bài hát chủ đề của trong phim là Ba là cây nến vàng, I sit outside the door. Tôi ngồi ngoài cửa và nghe thấy someone speaking in the song, là như kiểu những cái âm thanh gì đấy có kèm giọng hát. Cánh cửa. Tôi thằng viết lá thư này mà nghe thầy translate thì tới công chuyện. Tôi hiểu nó nói gì à? Tại sao không có chìa khóa? Nói cái gì đấy? What is saying? Nói cái đéo gì đấy? Nếu mà dịch sang nghĩa tiếng Việt chuẩn của chúng ta. Nhưng mà để mà kiểu đấy là những cái kênh mà Sir Streamer hay nói bệnh. Còn kênh tôi dịch câu này là nói cái gì đấy? Mẹ đi đi lại lại đi đi lại lại. Có dăm ba cái bàn thì xếp gần nhau cho rồi. Bắt đi mấy cây số. Game đéo cho gì fun hay sao ấy. Lại cái điện thoại. Game này cái âm thanh nó ám ảnh tâm lý dã man luôn ấy. Mặc dù tôi chơi tôi đéo hiểu nội dung đâu, nhưng mà nó vẫn làm tôi hoảng sợ các bạn ạ. Chúng ta đang ở một cái chỗ khu vực là nhiều dạng phòng phát điện. Rất có thể là chúng ta đang lang thang ở trong cái bệnh viện. Và đây là phòng phát điện ở của bệnh viện các bạn ạ. Giả vờ thôi. Cửa này khóa rồi, may quá. Khóa bớt đi, để tôi đỡ vào. Rồi rồi, nhân vật của mình đây. Úi dồi. Mình đang định vào soi gương thì mình bị kéo đi các bạn ạ. Con mẹ tưởng phá đảo rồi chứ lại. Tưởng hết game rồi vẫn còn chơi tiếp. Ma bao giờ nó mới chịu kết thúc đây. Rồi. Lại tỉnh lại trong căn nhà. À tôi chết rồi, vẫn còn một cuộn băng. Vẫn còn một cuộn băng. Ok, chúng ta có một cái thùng hàng này. Giờ lại ra nghe điện thoại đúng không? Mọi người dịch đi, cái cốt truyện này quan trọng này. Finally, this is the fourth time I've tried to get a hold of you. Anh bảo đừng nhắn tin cho anh nữa cơ mà. Ơ, em xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Em không chịu ngủ đi à? Em cứ tưởng anh còn thức, em nhớ anh. Nhớ cái đéo gì? Vợ anh đã ngủ đéo đâu. Cô ấy còn đang bắt kiểm tra điện thoại của anh để xem tin nhắn đây này. Em làm vậy là phá hoại hạnh phúc gia đình nhà anh rồi. Anh không nghĩ em lại đều như thế. Cái áo sơ mi của em vẫn còn ở nhà anh. Ô thế à, vợ anh có nghi ngờ gì không? Anh mang giả em đi. À, thanks, you're a lifesaver. Đéo được. Vợ anh hỏi, anh phải bảo là áo của anh. Nhưng mà cô ấy bảo là có mùi đàn ông lạ ở trên chiếc áo đấy. Ủa chết rồi, vậy là thằng này với cả cái thằng mà đang nghe điện thoại này, là thằng bác sĩ với cả thằng đang nghe điện thoại ấy, là có một cái gì đấy liên quan đến nhau. Và xong rồi vợ của thằng bác sĩ là phát hiện ra. Bố này sang nhà nó chơi đã quên cái điện thoại. Nhớ tình yêu bé nhỏ của anh, cúp máy, vãi lìn. Mày đéo sai. Thằng bác sĩ nghi thằng tứ tổ lắm. Chỉ có thằng tứ tổ luôn như thế thôi. Ok, chúng ta vào bật cái băng kia nhá. Lily, ơ? Chết lại từ đầu à? Chết lại từ đầu hả các bạn? Vừa lấy cũng vừa vào cũng như này mà. Hey Lily, it's Daddy. I hope this
Tôi còn một cuộn băng nữa. Tap Labor Led Baby Lily. I must say you're getting much better. Like this one of you and Mom in the park is really good. And this one with you and... cái tủ vẫn còn mở, thế chứng tỏ là mình đang chơi tiếp. Hay là có phải tôi mở không hay thằng đéo mà mở chứ? Đây đây, để tôi thử thay cuộn băng vào thế nào. Làm sao dừng được nó luôn vậy ta? Vòng lặp thì đến đéo bao giờ mới xong. Rồi lấy cuộn băng ra. Tap Labor for Lily Abject from. Ok, chúng ta sẽ bỏ một cuộn băng khác vào nghe. I'm finally back home after spending what felt like an eternity at a hospital. Đéo hiểu nói gì luôn đấy. What do we do now? Neither of us have parents around anymore. Vừa nãy là giọng đàn ông là thằng bố thì bây giờ chắc là giọng con mẹ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm lại cái vòng lặp vừa nãy chúng ta đã từng làm nhá. Là bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong phòng. Cái phòng này được khóa rồi này. Vào phòng Lily xem nào. Lily ơi, ra đây với mẹ. Lily nó bảo nó không cô đơn, nó ở trong phòng một mình được rồi, thôi chết mẹ rồi. Ở trong này đã bắt đầu có sự thay đổi rồi. Và chắc là chúng ta lại đi nhặt con gấu ấy đúng không? Đúng rồi, một phát này. Phát đến phát thứ 3 thì là bắt đầu là có biến ở trong căn phòng này. Hai phát này. Rồi, teleport. Nhặt ba con gấu thì teleport xuống đây. Xong rồi như nào nhở? Mình ra đây mình bật đèn này. Chỗ này là vẫn chưa có biến gì đúng không? Cứ ra bật đèn thoải mái này. Khác rồi các bạn ơi. Chỗ này bắt đầu khác rồi, chỗ này bắt đầu khác rồi. Vã thì cũng phải từ từ. Game này nó không có xếp. Thằng Nga chơi phải phá đảo luôn. Có một cái thang máy với một cái bảng. Cửa này khóa thì chỉ có vào đây thôi. Ba AM. Ôi trời ơi, hỏng con mẹ thang máy rồi. Tôi phải chơi game. Gái ơi, quay TikTok tiếp đi, em biết cái gì đâu. Mà đau tim quá. Đéo thở được mất. Nhà có 2 tầng làm cái thang máy đéo gì đến tận 5 tầng vậy ta? Chúng ta lại đi xuống tầng 1 rồi. Lại đi xuống tầng 1. Warning. Cảnh báo nguy hiểm. À, đây chính là cái cửa vừa nãy mà mình men đây xong bị con ma nó dọa đây này. Ok, an toàn.
Ma đéo thì nhà dán thánh giá ở trên tường đây mà nó đéo sợ nhở. Nó như kiểu mình đang trải qua các năm ở trong ngôi nhà này thì phải, đúng không? Có. Rồi, lại nhặt được cái băng này. Cái băng thì thường là cái phòng bật băng nó ở trong này. Nhưng mà lần này cái nhà này trước đây nó không được như vậy. Thế là chúng ta sẽ phải đi tìm cái đài. Cái đài đang ở đâu mới là vấn đề. Cái công tắc ở đây không còn nhé các bạn nhé. Công tắc ở đây không còn. Mẹ. Game nó ảo ảo nào ấy. Từ đây chúng ta nhìn được ra sang nhà hàng xóm. Xong rồi những kiểu trải qua các năm ấy thì ngôi nhà này nó sẽ đập phá đi, nó thay đổi. Thấy chưa, tôi phân tích đúng không? Cái bức tranh này là treo từ lâu lắm rồi. Trên bàn ăn thì hình vẽ vẫn vậy. Có khi nào cái tranh vẽ này không phải là của Lily không? Từ từ, để đang chơi thì buồn cười thật. Đây. Một xác chết. Có một cái xác chết ở đây. Con mẹ game bảo ấn F để bật flashlight mà tôi chơi suốt từ nãy chưa thấy một cái đèn pin nào. Dị thật đấy. Ủa thế cái này ngó để làm gì ta? Game này á, game này tên là Blink The Last Night. Cú tốc biến cuối cùng. À nhầm, cú chớp mắt cuối cùng. Không mở được này. Gì cả. An toàn. Thôi nhá. Có tiếng cửa đóng trên thôi, gió thôi các bạn ơi, đừng sợ. Gió thôi, còn mẹ lại vào thang máy à. Cứ cái phòng nào mà có đèn sáng sáng là tôi nghi có vấn đề lắm đây này. Mà đéo vào đéo được ý. Đéo gì thật. Ở đây vắng thế, đéo hiểu sao mấy cái bọn nó thần kinh hay sao ấy mà nó cứ nhè vào cái chỗ đéo có ai, nó vào một mình. Thám hiểm làm cái đéo gì chứ dũng cảm với ai mà bày đặt. Lấy le với ai mà phải tưởng thế là ngầu. Mẹ mày cứ nhè đêm hôm đi vào thám hiểm mấy cái chỗ nhà hoang nhà hùng làm đéo có ai. Đây rồi. Cái máy để mà đọc cuộn băng ở đây. Ok, chúng ta sẽ vào căn phòng này thám hiểm nốt. Cái này chắc chắn là bệnh viện. Nó đang nói về hai cái quãng thời gian song song. À, hai nơi song song và vào các thời kỳ khác nhau. Cái bệnh viện và cái nhà riêng. Nó liên quan đến một cái vấn đề gì đấy. Cái gì đéo gì đây, lại giải đố à? Một phòng đéo nhiều công tắc thế. Có hai cái đèn mà 10 cái công tắc. Ok. Chắc là cái này đấy. Tiếng rên các bạn ơi, có tiếng rên. Tiếng rên rất là thảm thiết. Đã hết rồi à? Hay là mình cho nhầm cuộn băng nhở?
Vậy là mình đã sử dụng hết các cuộn băng rồi. Sử dụng hết các cuộn băng thì... Ơ? Cái bàn trong này vừa nãy làm gì có đúng không? Thế bây giờ mình phải làm gì tiếp theo ta? Hay là bây giờ mình quay trở lại cái chỗ thang máy? Viên bí hiểm quá các bạn ạ. Ở đây có một cái quạt này, hay là bê cái quạt này về bán được bao nhiêu thì bán, xong rồi đổi quy đổi sang xu. Tí nữa cân mặt anh em nhở. Unlock your mind. Mở khóa con mắt của bạn. Nhìn thấy cái đéo gì cũng hy vọng cầm để bàn, sợ thế chứ lại. Đây. À, thang máy này bị chặn bởi mấy cái ghế rồi, chứng tỏ là không đi vào được. Chứng tỏ đây là đường sai. Chúng ta phải đi tìm một cái con đường đúng. Sau khi kích hoạt cái cuộn băng ấy, nó sẽ mở ra một cái lối đi gì đấy. Cửa này đéo đi được. Game lỗi mẹ rồi. Vào đây không có gì. Giờ lại đi lên à? Đây. Hóa ra cái cửa kia đóng thì mình mới đi sang được bên này. Đây cũng có băng cassette. Khó hiểu nhờ. Mọi người xem suốt từ lẫy có hiểu nó đang nói về cái gì không? Your mom mailed me some of your drawings the other day. I must say you're getting much better. Like this one of you and mom in the park is. Bên này cũng có một cái hành lang đây, tôi nghi là mình phải đi về phía này này. Dấu hiệu gì à? Tóm lại là tôi chỉ biết được rằng là nó liên quan đến con bé Lily thôi. Con bé Lily khả năng là vào cái bệnh viện này để khám chữa một cái bệnh gì đấy. Xong rồi các y bác sĩ ở đây đã cố gắng hết sức nhưng mà không cứu được cháu. Nói lời chia buồn cùng với gia đình. Gia đình đéo đồng ý. Tại vì nghĩ rằng hoặc là các y bác sĩ đã cho nó một cái liều thuốc gì đấy sai. Khi mà trong cái cuộc điện thoại mà chúng ta gọi điện cho bác sĩ ấy, ông bác sĩ ông ấy thường hay né tránh. Gặp phụ huynh của gia đình này đang chối bỏ trách nhiệm, chứng tỏ con bé Lily này là nó bị như kiểu là do bác sĩ làm ăn tắc trách, nó mất mạng, xong rồi nhà này nó đang đi đòi lại công bằng. Đấy, nó có vấn đề tâm thần, xong rồi để mà nó chết ấy, như này chắc là con bé chết rồi. Ủa, cửa đéo mở được thế phải đi đâu ta? Lấy được một bức tranh. Rồi, cửa mở rồi. Game này tôi nghĩ là nó nặng về vấn đề tâm lý cốt truyện hơn là như kiểu dạng Outlast bị truy đuổi. Game này chơi là phải hiểu nội dung cơ. Tôi mặc dù đéo hiểu nhưng mà tôi vẫn chơi. Đéo mở được. Đây là những cái cửa tự động các bạn ạ. Exit đây rồi các bạn ơi, exit đây rồi. Mình xin phép. Rất là nhiều cái tivi cổ. Chứng tỏ y bác sĩ ở đây nhận hối lộ bằng tivi cổ. Bắt đầu game nó nặng về cốt truyện. Cửa này khóa rồi, chúng ta phải tìm key card. Tìm key card ở đâu mới là vấn đề. Vậy chúng ta sẽ phải đi tìm cái key card. Ở đây đều có.
Kỳ cạc, kỳ cạc ở đéo đâu nhỉ? Mẹ lại bắt mò từng vòng một, mò từng vòng một. Không được này. Hay kỳ cạc nó vứt ở chỗ đéo nào được đây à? Đéo phải, nó chỉ là một cái easter egg của game thôi. Nghe gặp con game nó tù mù thế. Đèn pin thì đéo cho. Kỳ cạc ở đâu nhở? Khóa. Có khi con Lily không có thật à? Ờ, cũng có thể là như kiểu nó trong trí tưởng tượng, giống trong kiểu Outlast ấy. Thực chất là làm đéo có đứa con nào mà thằng nhân vật chính nó tự tưởng tượng ra là vợ nó đẻ đấy. Cái đoạn cuối anh em xem ấy, cái lúc mà con vợ nó đẻ ấy, thực chất là anh em dịch đi xem nào. Đây có phải là Don't watch any TV or listen to any. Wow, nó bảo đừng có xem TV và nghe những âm thanh ở trên radio. Đây là lời nhắn nhủ của bác sĩ cho bậc phụ huynh. Chắc là cho bố mẹ của con Lily đúng không? Đây, ui dồi ôi, cái con búp bê nó cầm. Thế mà vừa lại không nhìn thấy. Rồi, rất tình cờ và bất ngờ. Mở cửa. Đây như ở dạng phòng an ninh các bạn ạ, phòng an ninh. Lily bị ám nhưng bác sĩ nói là bị tâm thần. Nếu mà những người mà không tin vào tâm linh ấy, thì người ta cho rằng những người tin vào tâm linh là những người tâm thần dưới góc độ khoa học. Nhiều như kiểu vi béo nhà tôi mà nói mà là bị vong nhập ấy thì tôi bảo nó bị điên. Thì mẹ trông nghỉ lắm này. Okay. An toàn. After hours, lockdown overridden. Welcome, instructor. Âm thanh thôi. Mẹ nó đang yên yên tự nhiên có cái âm thanh vào, sợ thế. Manh mối có lẽ ở mấy bức tranh mà Lily vẽ đầu game á. Những bức tranh mà Lily vẽ ở đầu game gồm có: thứ nhất là bức tranh con bướm đậu trên hoa cất lợn. Thứ hai là bức tranh con bướm đậu trên đầu của một người đàn ông mặc vest Slenderman. Thứ ba là một con bướm đang vẽ dở. Nó có manh mối đéo gì đâu nhở? Quy e để chết cam. Ai, bố mày biết rồi. Định dọa bố mày đúng không? Ấn phát này là dọa này. Chưa dọa thì ấn phát nữa là dọa này. Thể đéo là cũng có phát ấn là dọa cho mà xem. Từ, chậm thôi, từng phát một thôi. Từng phát một, thể nào cũng có phát dọa. Bố mày làm chủ trước rồi đấy, bố biết rồi đấy. À, nhà nhiều camera. Ê, bắt đầu nhiễu này. Đây là phòng xác mà. Nhà xác. Ủa, anh e sao đéo được ta? Hết rồi. Tối vậy các bạn. Ờ, hóa ra đéo dọa các bạn ạ. Tôi cứ tưởng nó dọa. Vậy là trò chơi này bắt đầu nó sẽ nặng về yếu tố tâm lý nhiều hơn. Từ, rất có thể trong cái cam đó nó đang muốn chúng ta check cái gì. Máy này bị lỗi màn hình xanh này các bạn ơi, không sửa à.
hoặc là nó đang muốn mình cho một cái cam giống bên kia. Ủa, mục đích check cái gì ta? Mùng 18 tháng 10 năm 1973. Ủa, thế mục đích là cái gì ta? Nhìn những cái đấy xong rồi chẳng lẽ lại quay lại à? Phòng này không khai thác được gì khác à? Phải chăng những căn phòng này... Ui giời ơi, chị ơi, hỏng điện. Cái gì đây? Em xin lỗi chị ơi. Ôi, cô y tá ơi. Tôi tặng cả đóng cửa. Con mẹ vẫn chưa hết game mà, vẫn chưa hết game mà. À thầy, thank you for playing the last night. Game hay quá. Mẹ em đang chơi dở hay thì game lại hết. Đang chơi dở hay ạ. Mẹ em đúng lúc mà tôi cảm thấy tôi muốn chơi tiếp thì trò chơi lại kết thúc rồi. Đang vào nhở. Mẹ em game đang vào. Đúng cái lúc mà mình thấy game bắt đầu vào rồi ấy, bắt đầu hiểu về cốt truyện rồi thì lại hết. Hơi đen, đúng lúc mình đang vào. Để vã à? Thông kìa anh em, ban nó lấy con mẹ áo rồi còn đâu nữa, phải đặt ban nó. Develop by Abaddon. Từ để xem nó có giới thiệu chapter 2 không. Tại vì nếu như mà con game này dừng ở đây ấy, dừng ở đây thì tôi thấy nó hơi hụt hẫng. Dừng thật luôn đấy à? Nó ghi còn chapter sau à? Đúng là những con game mà không có sếp. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được một con game kinh dị.